Vâng, và xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Hôm nay thì mình sẽ có một cái thông tin bổ ích nhất cho anh em, đó chính là về việc Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 nó vừa mới ra mắt nha anh em. Không phải ra mắt đâu, mà chúng ta sẽ có những hình ảnh render đầu tiên. Ở đây thì mình đã có một cái hình ảnh bên Samfan.vn, họ đã có render ra cái hình ảnh cho chúng ta xem rõ ràng hơn rồi. Ở đây thì có hai phần màu sắc rất là đẹp của Galaxy Z Flip 3. Nhiều người thì có một tên gọi khác mang tên là Z Flip 2, nhưng mà mình nghĩ là Z Flip 3 ấy thì nó sẽ hợp lý hơn nhá. Rồi, chúng ta sẽ có gì nào? Chúng ta sẽ có hai cái phần màu sắc của hai chiếc máy. Bên tay trái mình đây chính là màu tím, còn bên tay phải là mình là màu xanh lá cây nhá. Cái màu này thì không biết là sẽ hot trong thời gian tới hay không. Rồi, tổng quan nữa nào. Chúng ta sẽ có một cái phần máy này với cái phần camera sẽ là camera kép thôi, chứ không phải ba camera như là những cái tin đồn gần đây. Cụm đèn flash ấy thì nó lại đặt ở phần dưới. Đó, và cái phần màn hình thì chúng ta sẽ được to hơn, hiển thị nhiều nội dung hơn, đặt bên cạnh camera. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái phần nhìn nó khá giống Google Pixel. Anh em nào mà đã quen với cái việc mà hay mua Google Pixel thì anh em cũng biết là cái kiểu thiết kế này đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Rồi, hôm nay xem điểm qua những cái phần màu sắc nào. Chúng ta sẽ có hàng loạt những cái màu sắc ở đây. Thì mình đoán đây là phần màu tím mà chúng ta vừa xem này. Đó, và đây là một phần màu trắng. Ở đây thì là cái phần màu xám xám thì phải, còn đây là phần màu xanh lá cây. Anh em do cái hình ảnh nó hơi bị mờ nên mình chỉ có thể đoán được thôi. Rồi, tiếp theo những hình ảnh nào nữa nào. Chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ hơn về cái phần Messenger, nó sẽ hiển thị như nào. Đấy, ở đây thì cái phần tin nhắn định của máy thì nó sẽ hiển thị ra nội dung rất là rõ ràng. Ở đây thì mình không biết là cái phần hình ảnh của chúng ta hay là cái phần máy của chúng ta sẽ có một cái góc ở đây này. Đấy, các bạn có thể thấy là cái góc vuông ở đây. Không biết là cái phần màn hình mình mong nó sẽ bo cong hết thì nó sẽ nhìn đều hơn. Ở đây thì có ba góc bo cong rồi nhá. Rồi, chúng ta sẽ xem tiếp nào. Ở đây thì nó sẽ có ghi là Gorilla Glass Victus, tạm dịch ra là cái phần màn hình bên ngoài của chúng ta sẽ là được phủ kính Gorilla Glass. Nói chung thì là kính của Samsung, thì những cái dòng máy flagship thì chúng ta đều được trang bị một cái tấm kính cao cấp nhất rồi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan rõ nét hơn về cái phần nét gập của chúng ta. Hiện tại ấy, thì nó đã nhỏ hơn rất là nhiều rồi. Đây, các bạn có thể thấy này. Và cái phần chúng ta sẽ không có cổng 3.5 tất nhiên rồi. Cổng Type-C này, cũng như là cái phần loa thoại của chúng ta ở đây. Gập lại thì nó khá là gọn gàng và đẹp đấy chứ. Ở đây thì có cái phần màu xanh lá cây này, mình khá là ưng ý cái phần màu xanh lá cây này. Rồi, tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có cái phần mà có thể xem YouTube được, mà có thể chuyển được ở cái phần màn hình bên ngoài luôn. Mong rằng là cái phần bên trong, màn hình bên trong sẽ đẹp hơn. Rồi, qua về tin tiếp theo nào, chúng ta sẽ có một cái tin nói về Galaxy Fold thế hệ thứ 3 nha các bạn, gọi là Z Fold 3. Và đây chính là một cái chiếc điện thoại mà có camera ẩn dưới màn hình đầu tiên của Samsung. Phải gọi là một cái thiết kế rất là đẹp khi mà chúng ta sẽ không có một cái phần camera bên trong màn hình nữa. Nó sẽ không bị khuyết tật gì hết nhá. Xem phim hoặc là trải nghiệm thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ có phần bên ngoài nào. Bên ngoài của chúng ta sẽ có 3 camera. Đấy, mình sẽ zoom cho các bạn xem nhá. Đây, cái phần màu xanh mà cái phần màu xanh quân đội này. Đấy, nó đang được rất là hot. Và Samsung chắc là họ sẽ làm những cái phần màu sắc này chủ đạo trong năm nay. Rồi, chúng ta sẽ có cụm 3 camera cũng như một cái đèn flash kép mà nó sẽ gọn gàng, sạch sẽ hơn rất là nhiều. Cái kiểu thiết kế này thì nó đem lại cho mình một cái cảm giác trẻ trung, năng động hơn và cũng không bị quá to, quá thô kệch đâu. Cái kiểu thiết kế này nó khá giống với Galaxy Note 10 Plus mà các bạn đã thấy được. Cái phần màu sắc ấy thì nó sẽ có màu đen, màu trắng này, cũng như cái màu xanh mà mình vừa nói. Nói chung là kiểu thiết kế này thì rất là đẹp đẽ. Rồi, tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có một cái phần hình ảnh nhưng mà hơi bị xóa mờ đi rồi. Mình sẽ zoom cho các bạn xem thử nhá. Thì cái kiểu thiết kế này nó cũng khá giống Z Fold 2 thôi. Mặt lưng của chúng ta sẽ có kính nhám mờ, cũng như là cái phần này, cái phần tiếp xúc của chúng ta này, cái phần khe hở ấy, nó sẽ được hẹp hơn rất là nhiều. Rồi, đây, một cái điểm mà mình rất là thú vị, rất là thích thú đây, chính là nói đến cái phần là taking note trên chính chiếc Galaxy Fold Z Fold 3 này mà chúng ta không cần phải lo nghĩ về phần độ bền nhá. Mình không biết là cái phần bút của chúng ta có thể đè được trên cái phần nếp gấp này không, nhưng mà mình mong rằng là cái kính Gorilla Glass Victus, một cái thế hệ mới của
Corning thì chúng ta sẽ có tích hợp trên cái chiếc điện thoại này và có thể viết được, vẽ được trên cả cái nếp gấp nữa, trên cả cái màn hình của chúng ta luôn mà không bị tì vào cũng như là có cái phần mà bị nhăm nhăm nữa. Và những cái dòng điện thoại gần đây thì không sử dụng cái kính tốt cho lắm nên là thi thoảng nó vẫn hơi bị nhăm một xíu. Rồi. Và đấy là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái thông tin Galaxy Z Flip 3 cũng như là Z Fold 3 nha các bạn. Và những hình ảnh này thì dường như là chính xác rồi. Chúng ta có cả những cái hình ảnh mà quen thuộc này. Đây, những cái diễn viên quen thuộc của Samsung từ trước đến nay rồi. Nên mình mong rằng là đây chính là một cái thông tin mà xác thực rồi nhá. Và cái phần hình ảnh này thì các bạn có thích thú cái phần thiết kế của Z Flip 3 hay không thì đừng quên comment ở phần phía dưới. Theo mình thì cái phần thiết kế này thì tùy mỗi người. Đối với mình thì thiết kế của Z Flip 3 nó sẽ không đẹp nữa nhá, không đẹp vào thế hệ cũ. Còn đối với Z Fold 3 thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn bạn, các bạn sẽ chọn máy nào thì đừng quên comment ở phần phía dưới nhá. Theo mình thì đối với những cái chiếc máy này ra mắt ấy thì mình mong rằng những cái sản phẩm Z Fold 2 này hoặc là Z Fold nó sẽ giảm giá xuống để có thể tiếp cận, dễ dàng tiếp cận đối với người dùng hay thông thường đối với chúng ta hơn. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.